Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu số 41, mã đề 115, đề thi chính thức. Cho hàm số bậc 2 y bằng fx có độ hị p và đường hẳn d, cắt b tại hai điểm như hình bên. Đây là hình vẽ. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi b và d có diện tích h bằng 125 chia 9, tích phân từ 1 đến 6 bằng bao nhiêu? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đối với bài này, chúng ta sẽ sử dụng tích phân từng phần. Như vậy chúng ta đặt u bằng 2x trừ 5. Đạo hàm cục này lên, chúng ta sẽ có là 2dx. dv chính là cái cục này. Nguyên hàm cục này, chúng ta sẽ có v bằng fx. Như vậy chúng ta sẽ có như sau, u nhân v, chúng ta sẽ có 2x trừ 5 nhân với lại tích phân fx, chúng ta có cận từ 1 đến 6 trừ cho du nhân v. Bây giờ chúng ta bỏ số 6, bỏ số 1 vào đây. 6 x 2 là 12, 12 trừ cho 5, đó chính là 7. F số 6 trừ 2 trừ 5, chúng ta có trừ 3. Trừ 3 với dấu trừ ở đây hình dấu cộng. Cái này mình sẽ tính sau, mình sẽ có cách. Bây giờ F6 đề đã cho, đó là vị trí số 8. Mình bỏ số 8 vào đây. F1 chính là số 3, đề cũng cho rồi. Bây giờ, từ 1 đến 6. Bây giờ chúng ta thấy tích phân từ 1 đến 6, Fx là cái cục này. Nhưng bây giờ là cái diện tích phần này thôi. Bây giờ muốn tính diện tích cái cục này nè, thì chúng ta sẽ tính diện tích toàn bộ cái hình hang. Sau đó chúng ta trừ h và chúng ta sẽ có kết quả. Cái này mình bấm máy cho lẹ nè. Chúng ta có 65. Bây giờ chúng ta có diện tích hình hang. Chúng ta có 6 cộng 1. Đường cao ở đây chính là 6 trừ 1 là 5. Rồi sau đó chia cho 2. Y nhầm, 3 là 8 chứ lộn, không phải 6, 1 nha. 3, 8. 3 cộng 8. Rồi cái này đường cao chính là 5. Sau đó mình chia cho 2. Sau đó mình trừ diện tích S để đã cho. Chúng ta sẽ có kết quả là 340 chia 9. Vậy câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.